Dạ, chào mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây. Thì ngày mới cũng chúc quý cô chú thật nhiều sức khỏe ha, nhiều bình an. Hôm nay thì con cũng tiếp tục mời quý cô chú ghé lại vườn của anh Chí ha, Bonsai Văn Chí tại xã Vĩnh Thới của huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp. Đó, thì hôm nay anh tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú một lô cây mới nữa, cũng đa dạng các mặt hàng như chú. Hôm nay thì cũng có số cây thành phẩm đẹp mình chơi ha. Đó, cây trà Phúc Kiến này, rồi cốc này. Đặc biệt có hai ba cây trang rất là đẹp quý chú, một số cái phôi nguyệt quế đẹp nữa đó, mai vàng quái ha, không thể nào là thiếu bông giấy. Nói chung là bông giấy giá rẻ rất là dễ chơi. Rồi mời quý chú gặp lại anh ha. Rồi, chào anh Khánh ạ. Dạ, mình Dạ chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, lời nói đầu tiên là em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong những clip vừa qua. Em rất cảm ơn quý cô chú anh chị ạ. Dạ, mong quý cô chú anh chị mình ủng hộ cho em clip này ha. Lúc này em có về là qua nhà Mỹ nghe cô chú anh chị, với bông trang thành phẩm, với đây là nguyệt quế ha, quế Dạ. thái, trà Phúc Kiến, cóc, với xi búp hồng nghe cô chú anh Xi chị, búp hồng, mai, linh bonsai, sam, dạ, nói chung linh là hôm sam đầy đủ nay hết, đa đa dạng mặt hàng nghe cô chú anh chị. dạ. Em không mất thời gian của chú anh chị mình, em vào cây số 1 ha, Số 1. một là cây qua với Mỹ nghe cô chú anh chị. Rồi, ảnh có số lượng nha quý chú. À, dòng này thì đang có số lượng, anh Chí đang có số lượng, quý chú cần nhiều thì cứ gọi ảnh, hoặc là cần nhiều cây cứ ảnh lựa cho mình. Cao là 49 nghe cô chú anh chị, Dạ. quý vị nào cần một khoảng 100-200 cây, 300-400 cây cũng có luôn nghe quý vị. Cao hoành thân vị trí này là 27 ạ. Rồi cây số 1 em xin giao lưu giá là 200 nghe cô chú anh chị. 200 anh ha. Dạ Giá cũng 200, dễ chơi nhưng mà khi anh ha. dạ dễ chơi. Dạ. Rồi, tiếp tục giúp em. Rồi kế là cây số 2 nghe cô chú anh chị. À, số 2. Số 2 hoành thân ngay vị trí này, cao ngay vị trí này là 36 ha, hoành thân ngay đây là 21 nghe cô chú anh chị. Rồi cây số 2 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng 200 luôn nghe cô chú anh chị. Dạ rồi, 200 thôi. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Tiếp tục anh ơi. Rồi kế là cây số 3 nghe cô chú anh chị. Số 3. Giấy thì nó khác nhau hết chú, mỗi cây mỗi dáng thế của chú ơi. Cây này Không thì cây nào dáng giống cây thế nào đẹp đâu. ha. Dạ. Rồi cây số 3 cao nó là 30 nghe quý vị, hoành thân ngay vị trí này nó là 23 ha. Rồi cây số 3 giá 200 luôn nghe cô chú anh chị. Dạ. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi kế là cây số 4 nghe cô chú anh chị. Số 4. Số 4 Rồi. cao vị trí này là nó 32 ha, hoành thân ngay vị trí là nó 22 nghe cô chú anh chị. Rồi cây số 4 150 luôn nghe cô chú anh chị. 150 thôi anh ha. Dạ Xếp tới nhà luôn hả tới cô chú. nhà luôn. Rồi xin phép xuống cây. Này chơi zin cũng được mà ghép cũng đẹp hả cô chú. Rồi kế là cây số 5 nghe cô chú anh chị. Dạ, số 5. Số 5 cây này nhỏ mà nó quái đẹp nghe cô chú anh chị, như con gì đứng ha, Dạ. cao nó là nó được 29 nghe quý vị, hoành thân ngay vị trí này 18 ha. Rồi cây số 5 em xin giao lưu giá 200 nghe cô chú anh chị. Rồi Dạ. xin phép xuống cây. Tiếp tục anh ơi. Rồi kế là cây số 6 nghe cô chú anh chị. Số 6. Số 6 cao ngay vị trí này là nó được 52 nghe quý vị, hoành thân ngay vị trí này là nó 23 ha. Dạ. Rồi cây hoành 23, cây mã số 6 em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá là 250. 250 anh ha. Rồi xin phép xuống cây. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Rồi kế là cây có mã số 7 nghe cô chú anh chị. Số 7. Cao nó là được là 34 nghe cô chú anh chị, hoành thân vị trí là nó 23 ha. Rồi cây số 7 em xin giao lưu giá 200 nghe cô chú anh chị. Dạ, rồi 200 luôn. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Tiếp luôn anh ơi. Rồi cái là cây số 8 nghe cô chú anh chị. Số Số 8. 8 cao vị trí này nó được là 45 ha, hoành thân ở đây là 26 nghe cô chú anh chị. Rồi cây số 8 em xin giao lưu giá là 250 nghe cô chú anh chị. 250 anh ha. Dạ rồi xin phép xuống cây ạ. Rồi kế là cây số 9 nghe cô chú anh chị. Số 9 cao vị trí này là 39 ha,
Hoành thân ở đây là được là 22 nha cô chú anh chị. Rồi cây số 9 150 nha cô chú anh chị. Rồi anh xin phép xuống cây ạ. Dạ rồi. Rồi kế là cây số 10 nha cô chú anh chị. À, số 10. Số 10. Số 10 cao. Cao của nó Đây. được là 25 nha cô chú anh chị. Tự có lên gì nào. Hoành thân vị trí là 16 ha. Rồi cây số 10 150 nha cô chú anh chị. Rồi xin phép xuống cây ạ. Rồi kế là cây có mã số là 11 nha cô chú anh chị. Số 11. 11. Cao vị trí này là được là 32 ha. Hoành thân vị trí là 21 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 11 em xin giao lưu giá là 250 nha cô chú anh chị. Rồi xin phép xuống cây ạ. Rồi kế là cây có mã số là 12 nha cô chú anh chị. 12. 12. Cái này đẹp nữa. Ờ, dáng siêu siêu ha. Cao này là được 32 nha quý vị. Hoành thân vị trí này là 22 luôn ha. Rồi cây mã số 12 em xin giao lưu giá 200 nha quý chú anh chị. 200 anh ha. Dạ, xin phép xuống cây. Dạ rồi. Rồi kế là cây có mã số 13 nha quý chú anh chị. 13. 13. Cao nó là 35 nha quý chú anh chị. Hoành thân vị trí này là 25 ạ. Rồi cây mã số 13 anh xin giao lưu giá là 200 nha cô chú anh chị. Rồi xin phép xuống cây ạ. Tiếp tục giúp em luôn. Rồi kế là cây có mã số là 14 nha cô chú anh chị. Mã 14. Mã 14. Đường cong. Cao đó là được là 32 nha cô chú anh chị. Hoành thân vị trí này là nó 25 ha. Dạ. Rồi cây mã số 14. Em xin giao lưu giá 200 nha cô chú anh chị. Cây này đẹp đó quý chú. Cây rất đẹp ha. Ghép đẹp anh ha. Dạ. Ghép những cái giấy khác vô. Nhiều màu vô đẹp lắm. Rồi xin phép xuống cây nha cô chú anh chị. Thân nó lượng rất là đẹp. Rồi kế là cây có mã số. Mấy đây? Số 15 ha cô chú anh chị. 15. 15 đúng rồi. Dạ. Số 15. Mã 15. Rồi. Cao nha cô chú anh chị. Cao 30 ha. Bay ra được là 30 luôn nghe quý vị. Dạ. Hoành thân ngay vị trí này là nó 15 ha. Cái này dáng đẹp nghe cô chú anh chị. Cho nằm nghiêng tí xíu nữa ha. Đây rất đẹp. Rồi xin phép xuống cây. Cái 15 giá 150 nghe cô chú anh chị. 150 thôi anh ha. Dạ. 150. Ủng hộ cho anh Chí ha chú. Rồi kế là cây cô mã số 16 nghe cô chú anh chị. Dễ chơi luôn. 16. Chế thì nó dễ sống lắm quý chú ơi. Để tự nhiên nó cũng lên mầm mạnh luôn đó. Cao là 39 nghe quý vị. Hoành thân vị trí này là nó 21 ha. Rồi cây mã số 16 giá 250 nghe cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi xin phép xuống cây. Rồi kế là cây có mã số là 17 nghe cô chú anh chị. 17. 17. Một cây đẹp nữa, giá 2 xị thôi quý chú ơi. Phải không anh? Đúng rồi. Giá 2 xị giá mềm. Cao là 39 nghe cô chú anh chị. Hoành thân vị trí 26 ha. Dạ. Rồi cây mã số 17 giá 200 luôn cô chú anh chị. Rồi. Giá rất mềm, rất dễ chơi luôn. Rồi, như phép xuống cây ạ. 3-4 cây chưa được chịu đó anh ha. Dạ. Chơi thỏa thích luôn. Chú rồi, cái là cây có mã số là 18 nha cô chú anh chị. Thời điểm này thì dễ chơi, chưa chắc là những cái lúc sau nó lại có giá vậy đó quý chú. Đúng rồi. Cây kiển mình cũng khó nói. Cao là 40 ha. Hoành thân vị trí đến 22 nha cô chú anh chị. Cây này có mã số 18 nha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 18 xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 250 ạ. Dạ rồi. Rồi xin phép xuống cây ạ. Rẻ đẹp thì mình chơi thôi chú ơi. Cái là cây có mã số là 19 nha cô chú anh chị. 19, cây rất to ha. Rồi. Cao của nó là được 45 nha cô chú anh chị. Dạ. Hoành thân ngay vị trí này là 30 ha. Rồi cây mã số 19 em xin giao lưu giá là 250 nha cô chú anh chị. Rồi xin phép xuống cây ạ. Rồi. Cái là cây có mã số là 20 nha cô chú anh chị. 20. 20 anh ha. Dạ. Cao nó được là 32 nha cô chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí này nó 21 ha. Rồi cây mã số 20 xin giao lưu giá 200 nha cô chú anh chị. Dạ, 200. Rồi xin phép xuống cây ạ.
Cái là cây có mã số là 22 nha cô chú anh chị. 22. Cao nó được 45 hay quý vị. Vành thân vị trí này là 25 luôn ha. 21 hả? 21 nha cô chú anh chị. Mã số 21 và giá 250 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, anh chị xếp xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, cái là cây có mã số 22 nha cô chú anh chị. 22. Đó. Rồi, xin phép đó. Chiều cao của nó là nó được là 35 nha cô chú anh chị. Hoành thân vị trí là nó 22 ha. Rồi, cây mã số 22 giá 150 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Cũng là cây cuối của cái hoa giấy đó cô chú ơi. Dạ, đúng rồi. Mình sẽ tới một số cây. Tới mai hết cô chú anh chị. Xin vô hả? Dạ, đúng rồi. Cái là cây mai có mã số là 23 nha cô chú anh chị. 23. Thủ Đức hay sao anh? Cái này ghép Thủ Đức hay sao? Cái này không có anh, không có ghép ạ. Cây này mình lựa mai giảo hồi nhỏ nha cô chú anh chị. Mai giảo hồi nhỏ, sửa đúng thân rồi. Hồi nhỏ. Đúng rồi. Sửa thân quấn đế nhỏ ha. Dạ. Dạ. Này có tướng rất khéo ha cô chú anh chị. Bonsai ha. Này chơi dáng trực trực đổ anh ha. Dạ. Mình thân gì ở cao vị trí là 30 nha cô chú. Tới mặt bầu ha. Mình trồng nghiêng cái bầu chút xíu nó thành đổ. Dạ. Mình thân vị trí này nó 18 nha cô chú anh chị. Dạ. 18, cái cũ cũng hơi to ha, đồ hạo nghe cô chú anh chị. Cũ nó là nó được là 30 nghe cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi. Cây mã số là 23, cây mai vàng nghe cô chú anh chị. Mình xin cho lưu giá là 1 triệu 7 á. Bao ship toàn quốc nghe cô chú anh chị. 1 triệu 7 anh chị ha. Dạ, 1 triệu 7. Sửa thân từ nhỏ mới được mấy cái co này của chú. Dạ, anh chị sẽ xuống cây ạ. Dạ, rồi. Tiếp tục giúp em luôn. Dạ. Rồi, cái là cây có mã số là 24 nha cô chú anh chị. Đây. Cây này cũng cây dáng đổ được nữa cô chú ha. Dạ, số 24. Trực bay cũng được. Này có một cái cụ to. Cụ đây thì nói chung có cái bí. Thân rất khéo nghe cô chú anh chị. Dạ. Này này chơi bonsai bẻ cái tán gọn hay ha. Dạ. Chơi được rồi. Cao nghe cô chú anh chị. Cũng 30 luôn ha. Cành nó đổ tự ngọn xuống đây là được 25 nghe cái gì. Rồi, mai giảo. Hoành thân là 14 nha cô chú anh chị. Em đo cái củ đặc ha. Củ đặc cho quý vị tham khảo nha. Củ đặc nó 30 ha. Đó, 30. Rồi, cây có cái mã số là 24. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1 triệu 6 nha cô chú anh chị. Dạ, 1 triệu 6. Củ quấn cái bí nha cô chú. Rồi, em xin phép xuống cây nha cô chú anh chị. Nó càng to lên. Dạ. Cái là cây có cái mã số là 25 nha cô chú anh chị. 25. 25. Cây trực cây quái anh ha. Đó, cây này cây khéo nha cô chú anh chị. Đó, cái lá giảo nó ra quý vị hình thấy ha. Dạ. Lá nó rất đẹp. Rồi. Tổng chiều cao nghe cô chú anh chị. Được là 50 ha. Hoành thân vị trí này nó 13 cm nha quý vị. Gần 14 kể 13 thôi. Rồi cái củ nó củ đặc nha quý vị. Đó, củ đặc làm hạo quý vị tham khảo nha. Nó 32 ha. Đó. Dạ rồi. Rồi, cây mã số 25. Em xin cho lưu giá là 1 triệu 6 nha cô chú anh chị. Củ này cũng hoành tráng anh ha. Củ dạ. Vừa củ vừa rễ luôn anh ha. Dạ. Củ vừa đế luôn. Anh này về vô chậu cái điểm điểm cái thành phẩm chơi nghe cô chú anh chị. Tết là chơi bông được. Dạ rồi. Rồi, 1 triệu 6 anh ha. Dạ, 1 triệu 6 xin phép xuống cây. Tiếp anh Kế là cây có mã số là 26 nha cô chú anh chị. Một cây sam. Dạ. Một cây sam già, sắp đế anh ha. Dạ, sắp đế. Cây này sam sông Hinh Gia Me nghe cô chú anh chị. Rồi, xin phép đo thông số. Xè đều cho anh ha. Cao của nó là được là 42 ha. Trực tặng đa đẹp. Cao 42. Ngang của nó là được là 39 nghe cô chú anh chị. Mình thay em đo ngay vị trí này ha. Là nó 25 nghe cô chú anh chị. Dạ. Rồi cây mã số 26 này là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 2 triệu rưỡi nghe cô chú anh chị. 2 triệu rưỡi, cây dạ. Này nuôi cũng lâu rồi anh chị ha. Dạ nuôi cũng lâu rồi. Rút cốt lại của chú ơi. Đế thì đế sắp. Rồi xin phép xuống cây nghe cô chú anh chị. Dạ, thân già xù xì. Rồi. Dạ tiếp anh ơi. Rồi cái là cây có mã số là 27 nghe cô chú anh chị. Dạ. Là cây nguyệt quế ha. Rồi, nguyệt quế anh ha. Quế cây này già nghe cô chú anh chị.
Nghe nằm nằm chậu em rút chậu nghe cô chú chị. Lá sắn hoa trùm anh ha, Dạ đúng rồi. cũng có chi cành sẵn heo chứ, Rồi tùy xin phép đo theo một số. bonsai. Cao của nó là được 60 nghe quý vị. Mình thân ngay vị trí này ha. Đây ngay đây là anh được là 22 nha cô chú anh chị. Cái này cái củ rất to nghe quý vị. Đo hạo quý vị tham khảo ha. Củ được 64 ạ. Củ đế ha. Cây già cây. Rồi, cây mã số 27 cây nguyệt quế lá sáng bông chùm. Em xin lo giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1 triệu 2 nha cô chú anh chị. Triệu 2. Triệu Cây 2. này nhỏ nhưng mà đế to ha chú ha. Dạ. Nhỏ cũ. 1 triệu 2. Rồi, xin xếp xuống cây nha cô chú anh chị. Dạ, rồi. 27. Tiếp tục luôn. Cái là cây mai vàng, có mã số là 28 nha cô chú anh chị. Tiếp tục là mai vàng. Quấn cũ. Dạ, 28. Cây cũng bonsai nha cô chú anh chị. Dạ, xin phép đo thông số. Cao của nó là được 30 nha quý vị. Mình thân ngay vị trí này ha, là được là kể như 19 nha cô chú anh chị. Dạ, 19. Rồi cây mã số 28. Em xin giao lưu là 1 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Dạ, quấn cũ đòn xe cho heo chú. Dạ. Đế bò lõm ngốc luôn. Rồi, anh xin phép xuống cây ạ. Dạ. Tiếp luôn anh ơi, nhiều rồi, cây cái quá là cây quá có mã số là 29 nha cô chú anh chị. 9. 29. Cây này lượng lượng cái bắt đầu phóng lên anh ha. Dạ, cây này quái ha. Quái cây. Cây này Tết mình đây nhà mình trưng rất là đẹp chú. Mai ha, mai bay anh ha. Mai bay. Là may mắn bay vô nhà luôn. Rồi. Cái cành bay của nó là tới đây là được là 45 nha cô chú anh chị. Dạ. Đó. Cái này quỳnh thân nó hơi khó đo, em đo hạo ở đây ha. Đo đây cũng không được luôn. Đo trên lại đi anh. Trên đây. Đúng rồi. Đây. 13 nha cô chú anh chị. Dạ. 13. Cái đế nó bỏ cũng khéo rồi chú. Quái ha. Quái. Rồi, cây mã số 29 em xin giao lưu giá 1 triệu 7 nha cô chú anh chị. Rồi, em xin xét xuống cây ạ. Dạ, 1 triệu 7. Thế là cây có mã số là 30 nha cô chú anh chị. Con gì đây? 30. Người quế của chú. Người quế, lá sáng bông chùm luôn ha. Giống như con thú vậy đó. Dạ, nó giống như con kỳ lân đứng nha cô chú anh chị. Cây này về có thể mình cắt đây mình chơi một cành một dưới được nghe quý vị. Dạ. Để đây tùy quý vị mình chơi. Chiều cao nghe cô chú anh chị. Cao xuống tới mặt bầu là 39 ha. Còn cái cành mà cành gơ về sau là nó được là 47 nghe cô chú anh chị. Cái mình thú nữa ha. Mình thú nó dài là nó được là 19 sen nha. Mình thân ngay vị trí này nghe quý vị. Nó 16 ha. Dạ. Cây này dài dữ lắm, dài nghe quý vị. Chân hai chân trước luôn anh ha. Dạ, hai chân trước luôn. Nó bỏ cái tướng khéo luôn ha. Dạ. Rồi. Nó vặn luôn chú. Vặn dạ. Bình lên luôn. Nó vặn ra. Thân vắn lên. Rồi cây mã số 30 nghe cô chú anh chị. Em xin giao lưu giá là 1 triệu 8 ha. Cũng bao ship toàn quốc nghe cô chú anh chị. Dạ. Rồi em xin phép xuống cây. Rồi. Cái là cây cũng cây nguyệt quế nghe quý vị. Có mã số là 31 ha. 31. Chật cành phóng nữa anh hả? Dạ. Cành này có thể là mình về mình chơi lũa nghe quý vị. Dạ. Cành nó bị lũa rồi. Cành đó mình điểm lũa, hai bên dạ. Đây thì mình lấy lại anh ha. Nhưng mà ví dụ mình có thể cắt bỏ vẫn được luôn nha. Tùy mình. Em để gì cho quý vị mình chơi theo tùy ý mình. Đó. Cây này đế thì nói chung là nó quấu luôn xuống giống như con cọp nha quý vị. Cái cành bay nó về đây được 55 nghe cô chú anh chị. Dạ. Còn cao là xuống tới mặt bầu là được là 48 ha. Quỳnh thân ngay vị trí này nghe quý vị. Quỳnh thân vị trí này được là 36 ạ. Dạ rồi. Đó cái củ đặt cho quý vị tham khảo nha. Đây là được là 58 ạ. Rồi cây 31 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 2 triệu nghe cô chú anh chị. Em cũng bao ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị. Để nó bỏ đều hết trơn không chống mặt nào hay gì. Dạ. Khéo cây này khéo cây. Rồi em xin phép xuống cây. Rồi. Tiếp tục em luôn. Rồi kế là cây có mã số là 32 nghe cô chú anh chị. 32. Hôm nay mình có trang nữa anh ha. Dạ. Mã 32. Này nguyên cộng với cái rừng nha cô chú. Cụm rừng nghe quý vị. Cụm rừng. Tụm nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
chín chín tược nha cô chú anh chị, Dạ. chín tược. Cây này cũng chơi tạm tạm được anh ha, chuẩn Dạ. bị cho hoa. Dạ. Đây. Anh coi chiều cao nha gì? Nước dây cũng mạnh ha chú. Chiều cao được là 20 ha. Tổng tán lá nó là được là 42 ha. Ngang của nó là nó được là 24 nha quý vị. Dạ. Cây này thì em đo hảo với cụm cho quý vị mình nha. Nó búp nụ nè quý vị. Cụm nó được 40 ha quý vị. Dạ. Chân đỏ anh ha, chân chân đỏ đỏ. lá nhỏ. Dạ. Nguyên một bệ liền luôn anh ha. Đúng Nó có rồi. chín lên chín thân. Chín thân mà bệ liền nha quý vị, không có nó không có tách rời được nha. Dạ, bệ liền. Liền đặt luôn quý chú. Đúng rồi, liền đặt. Rồi, giá luôn anh chị ha. Rồi cây mã số 32 này là em xin giao lưu của chú anh chị mình giá là 2 triệu ạ. Luôn cái chậu anh ha. Đúng rồi, em ship luôn cái chậu ạ. 2 triệu bao ship toàn quốc luôn chú. À, một bệ liền đặt luôn nó lên chín thân ha. Dạ. Rồi, em xin phép xuống cây ạ. Rồi. Cây này về của chú tới tay của chú là cho hoa chơi luôn á. Rồi, kế là đang cây có nổ. Mã số là 33 nghe của chú anh chị. Một quế lá nhỏ anh hả? Đúng rồi, một quế lá nhỏ. Nhỏ nhưng mà tàn xòe ra như là cây cổ thụ vậy ha. Dạ. Cây thành phẩm nghe cái gì? Như một cây cổ thụ thu nhỏ của chú, mình nhìn vậy nè, mình phối vô cái chậu đẹp là nhìn cây nó khác nữa đó. Cao là nó được là 22 nghe cái gì? Ngang của nó là nó được là 32 ha. Dạ. Chị bông bánh rõ nét hết. Hoành thân vị trí này là 10 sen nghe của chú anh chị. Đó. Rồi cây mã số 33 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1,5 triệu á, em bao ship toàn quốc luôn nha. 1,5 triệu rất là dễ thương chú, cây nhỏ nhưng mà già cây anh ha. Dạ. Rất là già, nô chi cành bằng ngón tay út mình. Rồi em xin phép xuống cây. Rồi đổi luôn giúp em. Rồi kế là cây có mã số là 34 nghe cô chú anh chị. Trà Phúc Kiến anh ha. Dạ. 34 bông sụm trà Phúc Kiến. Rồi, một cũng một cây rất là già nữa của chú ha. Đây. Rồi xin phép đo chiều cao nha quý vị. Chúng tới những chậu nó là 38 ha. Tổng cái tán của nó là 70 nha quý vị. Ngang của nó là được là 42 nha cô chú anh chị. Dạ. Để em đo cái cụm của nó ha. Cụm nó ngay đây là được là 37 nha cô chú anh chị. Dạ. 37. Còn cái hoành thân đại diện của nó ha. Thân đại diện của nó ngay đây là nó được là 15 cm nha cô chú anh chị. Dạ. Đó. Cái này nuôi cũng lâu lắm mà anh chị ha. Dạ. Nằm từng chậu lâu. Dạ. Cây này nó có đột biến là một nhánh trắng nha quý vị. Dạ. Nó không gà xanh mà gà trắng vậy đó anh ha. Dạ. Rồi cây này giá sao đây anh chị ơi? Rồi cây mã số 34 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 3,5 triệu ạ. 3,5 triệu. Cây này em ship toàn quốc, em rút chậu nghe cô chú anh chị. Này mình thay chậu đẹp chơi đi quý chú ơi. Chậu này chậu xi măng nó cái không chậu hợp. Chậu này nó cũng nứt rồi. Không hợp với cây này lắm. Rồi, xin phép xuống cây. Rồi. Đổi giúp em luôn. Rồi, cái là cây có mã số là 35 nghe cô chú anh chị. 35 là cây cốc Thái ha. Cốc Thái đang cho hoa. Cái hoa cốc mình nhìn kỹ cũng đẹp lắm luôn chú ha. Dạ. Nó màu trắng, màu xanh xanh vàng vàng. Chuẩn bị có trái nghe quý vị. Đây nè quý chú. Nghe đọc là có bông. Cốc Thái này cũng dễ anh ha. Dạ. Ra tược là ra bông ra trái. Rồi xin phép đo thông số nghe quý chú chị. Cao nó là được là 34 ha. Dạ. Hoành thân ngay vị trí này đã được 50 nghe cô chú anh chị. Rồi. 50. Tổng cái tán của nó là được 50 luôn ha. Giống tự tựa bàn tay với anh ha. Dạ. Nhưng mà đó. Liên lạc. Liên lạc. Rồi, giá luôn anh ơi. Cây mã số 35 xin giao lưu giá 2 triệu nghe cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình xem cây cốc nó kéo theo đây. Dữ lắm mạnh nha. Dạ. Mấy cái mặt cắt đó là từ từ kéo bít luôn chú ơi. Mau lắm. Nhanh. Rồi, em xin phép xuống cây ạ. Cây mã số 35 giá 2 triệu. 2 cây triệu cốc. Anh ha. Dạ. Dạ, tiếp tục luôn. Tiếp tục là cây bông trang nghe cô chú anh chị. 26. Mã số là 36 ạ. Ủa 36 anh ha. 36 anh. 36. Đó. Mà một củ bông trang nữa. Dạ. Đây. Liền đặt anh ha. Lên cái tàn tam giác rất là đẹp rồi đúng chú. Chiều cao của nó là được 20 nghe quý vị. Tổng cái tán nó được 32 ha. Ngang của nó là được là 22 nghe quý vị. Dạ.
cũng rất là sạch sẽ anh ha. Dạ, đó cái cụm nó nghe cái gì. Đây là được là 27 nghe cái gì. Dạ. Vành 27. Rồi. Trên có mã số 36 nghe cô chú anh chị. Giá sao đây anh chị? Rồi em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 2 triệu ạ. 2 triệu luôn anh ha. Dạ. Nhìn rất là dễ thương ha chú. Rồi xin phép xuống cây nghe cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Về thay chậu đẹp lại ha chú. Rồi, cái là cây mã số 37 nghe cô chú anh chị. Là cây si búp hồng ha. Một cây si búp hồng. Dạ. Giờ đây búp nó hồng 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 hết rồi quý chú ha. Một cây si già cổ, cây này giữ lắm già nghe quý vị, giữ lắm già nè. Dạ, giả lên cái da nó lên móc lên khến hết trơn, nằm chậu lâu năm rồi tới nứt chậu nghe quý vị. Dạ, cái chậu này em sẽ bao cho quý vị mình cái chậu này luôn, rồi về mình có giá lại được giá nghe quý vị, giảm giá lại được gì tùy thích anh ha. Dạ. Chậu này chắc chậu cũng cổ luôn anh ha. Chậu này nếu mà nó không có nứt thì cũng tầm 2-3 triệu. Cây si này nói chung là nó đúng là già, nhỏ nhưng mà nó già. Rồi, đai trong chậu. Xin phép cho cô chú chị. Chiều cao xuống tới mặt bầu ha. Là nó được là 54 nghe cô chú chị. Tổng cái tán nó là được là 55 luôn ha. Dạ. Đây quỳnh thân ngay vị trí này nghe quý vị. Đây là nó được là 29 nghe cô chú chị. Rồi, nó 29. Dạ, nu nặng anh ha. Dạ. Lên đây thì nó chia cành vậy nè, cũng không còn dây còn gì hết trơn. Lá này nó cũng rút nhỏ lên nè, bắt đầu nhỏ dần rồi nè anh ha. Dạ đúng rồi. Mình trồng cây si búp hồng mà mình rút lá càng ngày càng nhỏ nó mới đẹp nha chú. Ban đầu thì lá to ha, nuôi từ từ cái đây, những cái đọt hồng đó này. Đầu lá nó mà nhỏ nhỏ tròn tròn lại nó rất là đẹp luôn, sáng sáng. Rồi giá luôn anh chị ha. Cái rồi này. Cây mã số 37 cây si. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 3 triệu rưỡi nghe cô chú anh chị. Em cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Luôn cái chậu này anh ha. Dạ đúng rồi. Rồi. À, cây 37 cây si cũng là cây cứu clip của em nghe cô chú anh chị. À, cứu clip em cũng chúc cho quý cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc ạ. À, cảm ơn cô chú anh chị, mong quý cô chú anh chị ủng hộ cho em ha. Lúc làm clip có điều chi sai sót mong quý cô chú anh chị mình thông cảm bỏ qua cho em ha. Dạ. Dạ. Rồi còn gì nữa không anh? Rồi xong ạ. Rồi con cũng kính chào quý chú, hẹn gặp lại quý chú anh chị trong những clip tiếp theo. Quý chú yêu mến anh chí ủng hộ cho anh ha. Điện thoại đi. Liên hệ qua số điện thoại trên tiêu đề hoặc trên màn hình. Quý chú yêu mến kênh xin mời đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông thông báo để theo dõi và giao lưu những clip mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok.